Nếu các người thành tâm muốn biết thì chúng tôi sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình thế giới, chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và mê ngất lòng người. Hey, Musa, Osigo, cái đó có trong đội quả tiễn Pokemon. Thì bây giờ lời nói đầu tiên xin cho em Verdes Vũ Đô Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hân hoan đến tất cả mọi người, những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Toàn Vlog và kênh YouTube của Thu Phương Cá Biên Kiên. Thì hôm nay là thứ 5 dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Gió đông bắc giật cấp 5, cấp 7, cấp 9, cấp 10 độ C, lâu lâu có biển động nhẹ. Đó, hôm nay là trời sa mưa dông nha mọi người nha. Đó, còn 2 ngày nữa là bước qua tháng 7 rồi. Mong là qua tháng 7 nhẹ nhẹ. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người biết tại quán Lan Quế Phường quầy nước sẽ ra 3 loại nước để mọi người uống thử. Tăng 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 tăng. Thành 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 thành. Thành 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 thành. Than 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 than. Đây, đây không phải là ba loại nước mà là ba ly nước một loại. Hiểu lầm. Thì bây giờ em sẽ mời mọi người dùng nhé. Phải ba ly này nè. Ủa? Đỏ xanh vàng á, ba ly đó. Hiểu lầm thấy không? Quậy hoài. Nói chứ là mời cả nhà dùng nha. Đây là nước gì, là tên này tên gì vậy? Dừa ba màu á. Dừa ba màu. Đó, dừa ba màu, hiểu không mọi người, dừa ba màu chứ không có là chè ba miền nha. Đây là dừa ba màu, vì trước khi uống này mọi người làm gì? Quậy lên cái đã, dừa ba màu. Thấy ba màu rồi đó. Thấy nhiều màu. Không, ba màu, nhiều màu là tại mắt này bị le đó. Em muốn nữa, mời cả nhà uống nha. Con thử hết ba cái đi, coi cái nào ok nhất. Dừa ba màu. Em ăn dừa nè. Ừ. Thiếu ngọt nữa chị. Nó chưa được ngọt đó. Chưa đủ ngọt. Nếu mà chị sợ ngọt quá, nhiều người ta không thích ngọt. Nhiều người không thích ngọt. Người ta thích ngọt thì mình có thể bỏ thêm đường. Còn mình làm ngọt sẵn đó, nhiều người ta uống ngọt không được, nó bị gắt. Dừa ba màu. Lạ, cái tên lạ đó. Tại vì em thích uống ngọt. Thì mọi người không biết sao, nhưng mà theo cảm nhận của em thì ly này thiếu chút ngọt nha. Thì mọi người không thích ngọt thì mọi người uống ly này. Còn ai mà thích ngọt như em là bỏ miếng đường cho em miếng đường cái gì. Đó, bỏ miếng đường vô. Quậy lên. Đó, mình ăn dừa luôn nha mọi đây, người nha. Đây với đường vàng đó Phương, lấy đường nào Phương? Lấy đường hóa học của mày uống đó. Cái miệng mày quá trời nãy giờ nó khủy em hoài luôn á. Quang đồ. Ê, lơ hố. Lớn. Ba mấy tuổi rồi trội nè. Dừa ba màu là mọi người sẽ được chiêm ngưỡng là ba màu nha mọi người nha. Hạt đó hạt gì mới được Phương? Hạt này là em nghĩ là hạt thạch đó. Giống như là topping vậy đó em. Chúng mấy dừa hả? Dừa hả? Dừa để một chút chị nào nè. Dừa là ở dưới nè em nội. Thằng nội. Đó mọi người thấy không? Đó, dừa xay là ở dưới nha mọi người nha. Đó. Đây, dừa ba màu. Đó là mọi người sẽ được chiêm ngưỡng ba màu. Màu cái cam dừa này, màu tím. Củ năng hả chị? À, củ năng thịt dừa. Ừ. Ngon rồi đó, ok rồi đó. Giá nhiêu chị? Chưa có giá luôn. Dạ. Ừ. Ý là bây giờ mới vừa ra quán nước mới là nước dừa ba màu. Ok hết vậy. Uống ngon Phương. Ngon. Xiết một cái cho mọi người xem Phương. À đúng rồi, cái gì vậy? Vậy luôn á. Hút bằng cái lỗ mũi á, hút cái đó. Thấy không? Lại là thế. Không, theo toàn nghĩ là cái này là vừa vô cái lỗ mũi luôn. Ê, trời mà dọn hồi vô lỗ mũi giờ anh em mình còn khưng luôn á nha. Còn khưng luôn á, hay là khưng ai nấy lo. Cái lỗ mũi giống nhau đó mà cứ vậy hoài, khịa hoài. Ừ. Ngon quá, đi qua cho giờ Hưng uống. Đi. Ở giờ. Thôi cho Lâm đi, chúng toàn uống chung cho Hưng, hai chồng uống chung. Ủa Gia Hưng đó rồi. Dạ Gia Hưng nè. Gia Hưng. Trời ơi. Nước mới. Trời, nước mới nước gì vậy? Dừa ba miền. Đó cho Gia Hưng review nè. Ủa ngon quá vậy. Nước mới vô hai chị em mình chia. Vô. Chia chúc mừng bà nha. Đó. Chúc mừng bà cuối năm nay lấy vợ nha. Trời ơi, tôi đâu có lấy vợ nữa má. Sao ba đồn. Trời, đồn là mày, đồn mày, đồn ta lấy vợ rồi trời. Tôi nói hoài tôi là sẽ cái nghiệp PD hoài luôn, không bao giờ lấy vợ nha. À vậy là chơi PD mãi mãi, chơi PD truyền kiếp đúng không?
Đó, trời, nước mới này là giờ có cái gì trong chổng vậy? Dừa ba miền đúng không anh? Dừa ba màu. Dừa ba màu, má là dừa ba miền. Ba màu. Dừa ba màu có nghĩa là ba màu ở trên là củ năng, gỗ dưới là có dừa xay. Giờ bà uống bà cảm nhận đi. Là món mới của Lan với Phường. Đúng rồi, món mới, nước mới của quán đó. Hồi nãy tôi uống là tôi thấy lạc cho nên tôi có xin thêm miếng đường. Ngon quá vậy ta. 100 lộn xộn. Cái này làm gì em? 100 lộn xộn nào ơi. Giống như có nhà đàm chẳng có mình. Thật đó. Ngon quá vậy ta. Có dừa ở trong chổng nữa. Ok. Ngon. Đó thì mọi người có ra ăn cái viên chiên của Vũ Thu Phương á thì mọi người tới kêu món gì nem nha. Món mới rất là ngon nha, là dừa ba màu nha mọi người. Món mới của Lan với Phường luôn. Địa chỉ của bà bán cái viên chiên tôi cũng đọc quen thuộc rồi, đó là 258A Nguyễn Tử Ra, phường 8 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Mọi người đừng có lộn lên Gia Lai, Đắk Lắk gì không có chi nhánh trên trển nha. Chỉ có tại thành phố Hồ Chí Minh mình thôi. Đó. Khi mà mọi người nóng trong người đó, mọi người uống dừa cũng rất là mát nha mọi người nha. Có hạt chia nữa đó. Có hạt chia. Hạt chia nè, rồi củ năng nè, rồi có dừa xay nè. Đây nước mới. Đấy, vô uống vô uống đã ghê. Tụi bà uống nhìn với... Tụi bà nhìn nhau giống... Tụi bà uống nhau nhìn nhau giống hai vợ chồng đó má ơi. Quá. Khùng quá. Bà làm chồng vợ, tôi... làm chồng chưa? Đây chồng em nha, em làm vợ nha. Trời ơi, cái tướng bự của em, tướng của Vương là cỡ 85kg đó. Ủa, tướng bé rất là dễ thương. Nhưng mà dậy ôm ngủ đã, trời lạnh lạnh ôm ngủ đã nha mọi người. Ôm cái lưu quá. Trời ơi, anh nói chuyện gì kỳ cục vậy trời. Ôm gấu phong, chứ mà là ôm cái lưu. Nhảy quá trời. Đó thì bây giờ là mọi người ra bên đó. Bữa nay giống như Hồng Thu Phương đi show là có Thu Phương ở đây nha. Đó, Thu Phương rất là vui luôn nha mọi người. Đó, ra gặp Thu Phương để giao lưu, có thể trò chuyện Thu Phương, rồi Thu Phương có thể làm à, giống như Thu Phương có thể xúc bình xăng nhìn cho mọi người luôn nha. Đó. Anh ơi, đây nè anh ơi. Trời má ơi. Anh, đây nè. Anh. Đây nè. Ê, 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 tôi thấy nha. Hiểu làm. Cái ly tôi có nắp đàng hoàng nha. Không hiểu làm. Không vậy nha Phương. Ý là ngon quá em tính lượng nó uống luôn. Hay uống chậm quá à. Nó chứ vô bán rồi. Ừ, thôi tôi vô bán nha. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người nha. Cảm ơn Gia Hưng nha. Rồi. Đó thì bây giờ là quán Lan với Phường sẽ cho ra mắt là dừa ba màu nha mọi người nha. Mong là mọi người sẽ ra để mà thử món mới. Ok mà. Của em rồi bỏ miếng đường là em thấy ok cái gì của em rồi đó. À hạch ngon mà. Em ăn hết bạn. Hạch khác nhau. Uống thử Gia Hưng đi. Gia Hưng ơi, cũng vậy là củ năng á. Cho uống thử miếng đi coi. Mẹ ăn thạch ơi, ăn thạch tươi. Mẹ. Hút thạch lên. Không phải. Nước uống bằng hút còn cái thạch là mày hút bằng lỗ mũi nó mới lên. Thôi vậy mày hút đi lỗ mũi. Tốt rồi, giờ hết toàn đi. Hút lỗ mũi được có làm rồi đó chồng. Không có được đâu ông nội. Nước uống bằng lỗ mũi còn thạch là mình để vô rồi hút lên. Má hút thạch nó bự lắm trời ơi. Trời ơi. Không lẽ bạn bè tôi đi xạo mày trời. Thử đi. Thôi khùng quá. Nước uống bằng cái miệng, còn cái hạch là mình hút bằng lỗ mũi lên. Đó, hút hết luôn rồi kìa. Mày hút đi. Hút rồi, nè hết rồi nè. Vô được. Vô xong được, mày hỏi toàn mà, đi. Má giống như má bị sản hay gì. Sản cái gì trời, tao có chê đâu mà sản, hủy khó cái nhân chiên mà sản cái gì bà nội. Không có được, cái này hút bằng lỗ mũi được. Má tao gì vậy? Sẵn dạ ghê, dạ ghê. Cảm ơn mọi người nha. Đó thì mong là mọi người đến quán ăn cái viên chiên này mọi người có thể review. Mọi người có thể kêu món nước là dừa ba màu mọi người uống thử nha mọi người nha. Cảm nhận của em chấm cái ly này là 8 điểm rưỡi đi. 8 điểm rưỡi tại vì thiếu ngọt của em. Nói chứ mọi người muốn uống ngọt thì mọi người có thể xin quán thêm đường nha. Tại vì khẩu vị của em là ăn uống cái gì cũng phải ngọt hơn một chút, ngọt hơn ta. Đó, còn khi những người bình thường thì uống bình thường thì được nha. Và bây giờ thì tụi em chuẩn bị let go là tụi em có mặt tại quán. Nè, uống review đi Vi. Đây là dừa ba màu. Giờ Vi uống thử rồi nói cảm nhận. Không, cái này uống rồi. Mày có gì đâu uống mà. Trời ơi, nước còn dưới mà mày khùng quá, mày bị quá mắt hả Vi? Mấy hạt kia. Còn một hạt hạt ở dưới nữa kìa. Có gì hơn ạ? Là ngon là xạo nha ha. Hường thấy không, hường thấy không, là ngon là rãng quá. Nói chứ bây giờ uống hết thạch củ năng ở dưới đi rồi nói sao. Bữa nay là món mới 1 2 3 4 không có đàng hoàng, không có đàng hoàng với tao thì ém tài giống như là không có biết là Vivi là ai luôn. Ai là Vivi? Nếu mày bảo tôi vui cho mày nghe, mày gầy với tao bạn bè kia em bảo vậy buồn ấy. Mặc dụng một áo giờ thấy không mọi người, rất là hung dữ. Một người bình thường mà đi đánh với một hoa hậu mọi người nghĩ đi, rất là ngon nha mọi người nha. Trời vũ duyên quá. Ủa bị
bị gì á? Cái áo ảnh cũng to luôn á, nghe là thơm luôn á má. Thường không bao giờ nha. 100 đem về đúng không chị? Ok chị. Nè chị đưa tiền luôn nè, Gia Hân ơi đừng lấy tiền nữa nha. BD nó quên khôn lắm, chị đưa trước chút mới lấy nữa, nó bị đánh hoài à.